cá bự, cá bự. Lắm hả? Con khu này rậm rạp quá các bạn ơi. Con gì, con gì? Để mình coi coi. Ôi, ôi, ôi. Bự, bự. Dạ. Sâu hả? Cái chân cá nó gãy ngang luôn. Ủa, phải cây trứng cá, cây tràm chứ. Ô, cái phê bự dữ à. Phê khủng. Em bắt cá của em. Ây da. Trời, hỏi vô. Chạy mất rồi nha các bạn. Ai giờ nó chạy vô đây. Em bắt cá của em. Bên này cá cũng to nè, nhảy quá trời. Hai đứng ơi, em đứng ngoài nè, em lùa vô rồi lùa lên luôn. Đường này sao đứng nè, kiếm chỗ sao đi nè. Nhảy qua bên kia bờ rồi đi vòng qua được. Hai bước qua bên kia kìa. Vậy sao đi? Chờ chỏm không? Hầu vô được. Vòng bên đây nè, bước qua bên kia bờ. Đi bắt cá ở ở trong rừng cây nè các bạn. Gì nhảy dữ à. Quá là nhắc giả nha các bạn. Trời. Anh lặn nhanh lắm anh bàn. Rồi. Chích vô. Cái này bằng lên cho chắc cú. Cái rồi mình có đi sâu vô trong kia không? Có. Ủa, này giống đi bắt thú chứ đi bắt cá. Gì kỳ lớn
đi hỏi qua hỏi một cây đi. Qua một cây rồi nó lắc, nó lóc qua hỏi một cây rồi. Từ từ, một ổ bên này nè. Đâu? Từ từ. Rồi. Dạ. Tuồn xuống dưới đây quá tầng. Một ổ được không? Đó là, ây da. Khiến vàng cắn quá các bạn ơi. Cá đầu chưa thấy. Mềm rồng mới đẻ luôn các bạn ơi. Đây, cảnh tượng này rất là hùng vĩ luôn nha. Nhưng mà nhóm của mình thì đã lễ sảy con cá mẹ rồi. Nó đi mất tiêu rồi. Đi lên trên rồi. Động kìa, động kìa. Sau hơn 2 tiếng đi săn nha các bạn. Đây là thành quả của anh Đặng Văn Lâm. Để cho ba con bắt mấy con rồi còn gì nữa. Rồi. Dí, bên này. Dí cá vô cho ông bắt không à. Bên này mở ra. Quay qua bên kia. Đây là sản phẩm của ba mình nha. Đang các bạn ơi, có đang ngồi nghỉ mệt. Sao luôn để nó búng rớt nước chết mẹ. Đó, chết. Ừ, chết. Một bé. Đó, chết. Mình nhảy xuống nước. Ba bé. Đây một bé cá lóc giữa dài.